Đây là một cái chương trình nghệ thuật đặc sắc mà rất hiếm mà các công ty nào có thể đạt được về chất lượng về mặt nghệ thuật. Bởi vì ở đây là một cái câu chuyện về con người Sigma, chúng tôi thể hiện bằng cái lời hát. Và đơn vị sự kiện Lux Event là một cái đơn vị mà thấu hiểu được về những cái kỳ vọng của ban tổ chức công ty cổ phần kỹ thuật Sigma và truyền tải được những ý tưởng đó thành một cái câu chuyện trên sân khấu. Thì Lux Event là vượt qua 5 đơn vị sự kiện lớn của Hà Nội để tổ chức cái chương trình sự kiện Gen Party 2019 của công ty cổ phần kỹ thuật Sigma. Chúc mừng năm mới.